Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chơi khăm Phan Văn Giang, Tiền Phong ăn gan hùm vuốt dầu cọp. Một tờ báo lớn như tờ báo Tiền Phong của nhà nước Việt Nam mà làm ăn cầu thả đến mức loan tin tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước này từ trần thay vì thông báo ông Phùng Quang Thanh đã từ trần. Báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là những tờ báo có nhiều tầng kiểm duyệt, vì vậy nên không có những lỗi sơ đẳng đến như vậy, trừ khi đấy là cố ý. Cho nên chỉ có thể là những người trong ban kiểm duyệt ấy chơi khăm ông Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầy quyền uy. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, tờ báo Tiền Phong điện tử đưa tin với hình ảnh nguyên văn như sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đưa linh cữu Đại tướng Phan Văn Giang rời nhà tang lễ quốc gia về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay sau khi đăng tin, nhiều độc giả đã lập tức phát hiện ra lỗi chết người này. Và sau đó, lỗi này đã được sửa, nhưng mãi đến 17 giờ chiều ngày 16 tháng 9, thì tờ báo Tiền Phong của nhà nước Việt Nam mới có lời xin lỗi. Đã sai thì tất nhiên là phải xin lỗi, dù bài đã bị rút đi, thông tin thì vẫn còn đó, nhiều người đã kịp chụp lại. Đại tướng Phan Văn Giang là đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, vị trí mà ông Phùng Quang Thanh đã từng trải qua. Từ thời ông Lê Đức Anh thì chưa có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nào được vào tứ trụ. Sự nghiệp chính trị của các tướng đều chết đi sau khi rời chức Bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang ghi vào sổ tang ông Phùng Quang Thanh. Sai sót của báo Tiền Phong được bạn đọc phát hiện, nếu không thì bản tin này giữ lại đấy chứ không thể rút xuống được. Đây là một sai sót nghiêm trọng nhất trong lịch sử báo chí của nhà Việt Nam và chưa từng có trong trường hợp tương tự. Sau bản tin về linh cữu Đại tướng Phan Văn Giang thay vì Phùng Quang Thanh thì tờ báo đăng lời xin lỗi đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam vì sơ suất của phóng viên viết bài, khâu biên tập và việc tuân thủ quy trình duyệt bài thiếu sự cẩn trọng. Lại nói về tang lễ của ông Phùng Quang Thanh, báo Tiền Phong là một trong hàng chục tờ báo của Đảng đưa tin giống nhau về tang lễ ông Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 15 tháng 9 năm 2021. Theo một form khá giống nhau, tờ nào cũng giống tờ nào. Câu hỏi được dư luận đặt ra là sai sót này là sai sót thực sự hay là cố ý đây? Đặc điểm của báo chí Cộng sản Việt Nam là tuy đông nhưng chỉ có một tổng biên tập. Ông tổng biên tập cao nhất đó là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Các tin nội chính, ban tuyên giáo Trung ương là nơi phát ra tin tức và hầu như tất cả mọi báo đều đăng giống nhau. Đó là quy định từ xưa đến nay mà tin tức đăng theo nguồn tin từ trên đưa xuống thì sai sót thế nào cho được. Còn nếu sai sót thì đã có phản hồi với ban tuyên giáo trước khi đăng và có chỉnh sửa. Cho nên, việc chỉ có một tờ báo bị sai sót lạc lõng là điều hết sức bất thường ở nhà nước này. Lời chú thích trên tờ báo Tiền Phong đã gây ngạc nhiên với nội dung là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đưa linh cữu Đại tướng Phan Văn Giang rời nhà tang lễ quốc gia. Quả thật, đây là một sai sót hay một sự cố tình của quan chức nào đó trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn ông Đại tướng Phan Văn Giang cũng phải ra đi. Ông Phan Văn Giang chiếm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong lúc nhiều người nghĩ nó sẽ thuộc về ông Lương Cường. Ngay trong Bộ Quốc phòng cũng có nhiều phe phái chứ không phải là đồng sức đồng lòng. Có thể nói rằng ông Phan Văn Giang có khá nhiều kẻ thù, có nhiều người không ưa ông ngay trong quân đội. Đây là hình ảnh sự nhầm lẫn tai hại của báo Tiền Phong được bạn đọc chụp lại và lưu giữ. Có thể nói, báo chí mà đưa tin người còn sống thành người từ trần là điểm quái gở. Với văn hóa phương Tây thì đó chỉ đơn giản là nhầm lẫn, nhưng với văn hóa phương Đông thì rõ ràng đó là điều không thể chấp nhận được. Cho tới nay, ông Phan Văn Giang vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, việc không lên tiếng trên truyền thông không có nghĩa là ông phớt lờ. Truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam là chỉ đạo ngầm, chỉ có những người chỉ đạo ngầm mới đáng ngại, chứ chỉ đạo công khai thì chẳng ai sợ. Vì chỉ đạo công khai thì phải hợp pháp. Trong bản tin, lời xin lỗi được đăng vào hôm 16 tháng 9 năm 2021, tờ báo này viết rằng vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, báo Tiền Phong điện tử đăng bài Đại tướng Phùng Quang Thanh là tấm gương bộ đội cụ Hồ tiêu biểu, phản ánh những đóng góp cống hiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh và lễ tang cấp nhà nước của Đại tướng. Do sơ suất của phóng viên viết bài, khâu biên tập và việc tuân thủ quy trình duyệt bài thiếu sự cẩn thận, cụ thể sâu sát dẫn đến sai sót nghiêm trọng,
chú thích ảnh nhầm tên đại tướng Phùng Quang Thanh sang đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo Tiền Phong đã xin lỗi, tuy họ nói do sơ suất nhưng khả năng là cố ý vẫn cao hơn rất nhiều. Và dư luận tiếp tục cho rằng rõ ràng sai sót này nếu là sai sót cố ý thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của ông Phan Văn Giang. Mặc dù tờ báo đã nhanh chóng phát hiện ra lỗi và sửa chữa kịp thời, nhưng sai sót trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đại tướng Phan Văn Giang và quân đội. Cả ban biên tập báo Tiền Phong đã phải thông báo công khai rằng họ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể cá nhân đã để ra sai sót này. Tờ báo Tiền Phong xin đính chính sai sót nêu trên và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến đại tướng Phan Văn Giang, gia đình đại tướng Phùng Quang Thanh cùng bạn đọc. Nhiều khả năng sau vụ này, tờ báo Tiền Phong sẽ bị Bộ Thông tin và Truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam xử phạt, và không loại trừ khả năng tổng biên tập báo này sẽ bị bay ghế về tội trù èo đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mà đã trù èo ông tướng Phan Văn Giang thì ông ta biết chắc rằng sẽ không ưa. Mà một khi ban biên tập của một tờ báo lớn mà không cảm tình thì đấy là một sự bất an rất lớn đối với ông Phan Văn Giang. Thử nghĩ nếu cứ vài lần sai sót như thế thì uy tín của ông Phan Văn Giang giảm sút đến cỡ như thế nào? Đây là hình ảnh tờ báo Tiền Phong đã phải đăng lời xin lỗi. Ở Quân ủy Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng là người có quyền lực cao nhất. Người thứ nhì mới là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dưới trướng ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Văn Giang cần phấn đấu nhiều hơn nữa. Điều đặc biệt là đừng để mất uy tín. Nếu để mất uy tín thì khó mà leo cao thêm nữa. Dưới tướng ông Nguyễn Phú Trọng chưa có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nào vào được tứ trụ, và không biết liệu ông Phan Văn Giang có ngoại lệ này hay không. Nếu không bảo vệ danh dự thì cơ hội tiến xa của Phan Văn Giang cũng có thể sẽ hẹp dần vào thời gian tới. Ông Phùng Quang Thanh chính là một bài học cho ông Phan Văn Giang phải biết kính trên nhường dưới, phải biết sống sao cho phải đạo. Đám tang của ông Phùng Quang Thanh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức rất to ngay giữa mùa đại dịch Covid. Nhưng nhân vật quan trọng nhất là Nguyễn Phú Trọng lại không hề đến dự. Và ông Phùng Quang Thanh cũng không được chôn ở nghĩa trang Mai Dịch, nơi vẫn dành cho các cán bộ cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Có thể sau nhiệm kỳ này, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui khỏi chính trường. Tuy nhiên, lời giới thiệu của ông Nguyễn Phú Trọng là rất nặng ký. Nếu làm ông Nguyễn Phú Trọng không vừa lòng, thì cơ hội chính trị của tướng Phan Văn Giang cũng xem như khép lại. Và liệu tướng Phan Văn Giang có phá nổi cái rớp của người Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn hay gây ra từ trước đến nay hay không? Khu nghĩa trang an táng ông Phùng Quang Thanh ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội được xây tường cao và lường đường dẫn thông rất hoành tráng. Nghĩa trang riêng của Phùng Quang Thanh rộng tới 2.500 m², nhưng mà ai cũng biết nó chẳng nói lên điều gì, nó chỉ cho thấy ông Phùng Quang Thanh là tướng thất sủng và bị ban bí thư phân biệt đối xử. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ trọng dụng nhân vật quân đội. Đáng lưu ý, truyền thông Nhà nước Việt Nam cũng đưa tin tang lễ ông Phùng Quang Thanh vào hôm 15 tháng 9 năm 2021, nhưng không hề cập nhật hình ảnh về nơi chôn cất cũng như mộ phần này ông của xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là điều trái với thông lệ đưa tin của báo Đảng về đám tang ông Võ Nguyên Giáp, Trần Đại Quang, Lê Đức Anh, v.v. trước đây. Và tham vọng lớn nắm binh tướng trong tay mà nếu không được lòng anh cả thì cũng coi như không. Trong giới báo chí, tuy thuộc quyền kiểm soát của ban tuyên giáo, nhưng mỗi tờ báo cũng có thờ một chủ. Báo Tiền Phong, ngoài nghe lệnh của ban tuyên giáo, tờ này còn chịu sự ảnh hưởng khá lớn bởi thế lực Nguyễn Phú Trọng. Không phải ngẫu nhiên mà một tờ báo nhỏ dám vuốt râu hùm là tướng Phan Văn Giang. Mà chuyện sai sót thì rất sơ đẳng. Có thể nói rằng bề ngoài là sai sót nhưng bên trong là cố ý nhắc nhở. Chuyện đấy không hề đơn giản chút nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 với bản tin Chơi khăm Phan Văn Giang, Tiền Phong ăn gan hùm để vuốt râu cỏm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.